Đến với video độ cây thôi anh em. Đây là một bộ vỏ miễn phí, các bạn nhìn đi. Và bây giờ cái việc của anh em chúng ta là phải đi độ. Nó kèm theo một cái ổ cứng này. Không biết là sống chết như nào, nhưng mình sẽ test sau. Nhưng bây giờ mình sẽ ghép tạm một bộ cây vào đây. Bây giờ anh em chúng ta đi độ cái bộ cây này nhá. Bạn nào cần mua cái bộ chân chuồng như nhộng này để lúc nào cũng có thể ngắm thì vui lòng là liên hệ trực tiếp. Khi mình up video mình sẽ để cái đường link và bán hàng đó. Nó chỉ có một bộ duy nhất thôi nhá. Và bộ này sẽ phải kiếm cái nút bật nguồn cũng hơi khó. Vệ sinh nào. Kiếm cái nút bật nguồn cũng hơi khó. Vì vậy là mình sẽ hướng dẫn các bạn bật bằng một vật bằng sắt trên cái bộ cây đó. Đi hàng khuyến mãi chỉ có duy nhất đó là cái vỏ cây nhá. Chúng ta đang vệ sinh đây thôi. Ở đây nó có cái LED này các bạn. Đây nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, LED RGB này. Nhưng mà mình không còn cái dây để dây nguồn để độ cái nét đấy cho nó sáng nữa, rất tiếc. Hơi phí, ngày xưa có bán nét nhưng mà bây giờ nó bán hết sạch rồi, vì vậy không còn một cái dây nguồn nào để độ cái LED cho nó sáng, nhìn cho nó bao chất bao phê. Nâu tạm đi, nhìn cho nó đẹp đẽ đã. Rách bố cả cái tấm bạt rồi, hàng như cứt ấy. Ok chưa? Đen thui rồi đấy. Tạm lên hình rồi này các bạn. Bây giờ chúng ta cần một cái nguồn và một cái ổ cứng nữa. Đấy các bạn thấy chưa? Lên hình rồi đấy. Vỏ free mà nhìn đẹp vãi. Đó, đã lắp đặt gần như hoàn thiện. Bây giờ chúng ta chỉ việc test game bộ cây này. Để cái vỏ này lau đi cho sạch nốt. Khách thay, khách đến lô 2 nâng cấp cây và bỏ lại cái vỏ này. Như vậy là mình sẽ ráp vào một bộ cây khác. Hoàn thiện rồi đấy các bạn. Bây giờ là việc test game nhá. Nhìn được đấy chứ. Tiếc là không có thể lên nét thôi. Như là một tòa nhà. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test game nhá. Cấu hình của chúng ta đây thưa các bạn. Bên H81 RAM 8GB, GTX 750. CPU là cái gì nhỉ? CPU là i5-4570 các bạn nhé. Cái game đầu tiên chúng ta sẽ trải nghiệm đó là FIFA 24 và đang setup ở mức cấu hình rất cao. Rất cao luôn. Và hôm nay thì Tùng không quay bằng phần mềm nữa và Tùng quay bằng điện thoại, vì vậy là các bạn sẽ thấy nó mượt mà hơn, nhưng không thấy cái thông số FPS ở hiện đây. CPU 61 độ C 59-70%, GPU 46 độ C loát là 70%, GTX 750 1GB RAM 5. Quá mượt mà rồi. VDAT Hernandez. Ai đây? Hernandez. Rất tiếc bóng đã bị mất. Martin trọng tài đỡ bóng. Liên quan đến Cristiano Ronaldo. Tắt cánh rất hay, rất tiếc Ramos. Pogba đã ghi bàn thưa bạn, chính xác là Pogba. Mấy ngày hôm nay thì bóng đá Việt Nam loạn rồi thưa các bạn. Thôi chúng ta chuyển sang game LOL nhé. Loạn vì trưởng ban nhân tài phát ngôn là các đội thoải mái bỏ giải. Còn các đội thì bây giờ có cái xu hướng đó là dọa ban tổ chức bằng cách bỏ giải. Câu hỏi đặt ra là liệu có dám bỏ hay không, hay chỉ là cái dạng gọi là cuồng ngôn, sau đó ẩn là chiêu gọi là xin ý kiến của cổ động viên. Xin được ý kiến của cổ động viên thì câu lạc bộ giải thể lâu rồi. Và chúng ta đang test game LOL setup ở mức cấu hình cao nhất. Phần mềm hôm nay chạy bị lỗi, chúng ta không thấy nó hiện cái FPS lên. Nhưng khung hình của chúng ta thì khá ok các bạn nhé. Không thể có thể nói là rất ok khi chúng ta trải nghiệm game đó là game LOL. Liên minh huyền thoại chỉ cần RAM 4GB nhé. Game này chỉ cần RAM 4GB, không nhất thiết phải 8GB. Và cũng chỉ cần đến đó là GT 630 là các bạn có thể chơi được cái game này rồi. Chứ không cần đến đó là GTX 750 đâu. GT 630 là các bạn có thể quật thoải con gà mái rồi. Không hiểu tại sao ngày xưa LL nó gây sốt được. Cũng chỉ có vài chiêu đập đá phá bơ như vậy.
Tiếp theo là chúng ta chuyển sang đó là set go. Chúng ta đang set up ở mức cấu hình rất cao, cũng không hiện thông số. Hôm nay nhân viên chơi bị lỗi, vì vậy là gần như tất cả các thông số nó không sẽ không bị do mạng lag nên bị khựng. Mạng của Note 2 thì chuyên gia bị lag rồi. Còn với set go với 5RAM 8 và GTX 750 thì bao phê bao mượt rồi. Đang tiếp cái gì đây? Bộ cái này chỉ có một chiếc duy nhất nhé, vì nó chỉ có một chiếc vỏ duy nhất. Vì vậy là các bạn cần mua thì các bạn kích vào cái phần link mô tả xem nó còn hàng hay không. Và cũng nhớ gọi trước nhé, hết khi Tùng bán thì Tùng sẽ tắt cái link đi. Nhớ đâu quên không tắt thì các bạn nhớ gọi điện trước, nếu còn thì các bạn đến, không đến mất công. Vì tiền vỏ chúng ta đã không phải mất, vì vậy là giá thành nó sẽ khá rẻ. Nhưng chúng ta lên thêm một cái SSD ở đây. Nói chung là chỉ miễn phí được cái vỏ, cũng không giảm đi được nhiều đâu các bạn ạ. Các cụ dạy cấm sai, tiền ít thì ai cũng muốn hít VL. Nhưng VL khi hít tiền ít thì thường nó khó có mùi khăm khẩm, xin la khẩm. Vì vậy là các cụ mới có thêm một câu, đó là tiền nào của ấy. Bắn gà, được, bắn gà hay đấy. Thất nghiệp không có việc, đi bắn gà. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái game cuối cùng chúng ta cần test, đó là GTA. Và chúng ta đang setup ở mức cấu hình đó là cao nhất. Và hôm nay thì thực lòng xin lỗi các bạn, đó là mọi thông số đã không hiện đầy đủ cho các bạn để các bạn xem. Đó là FPS, CPU thì đã loát 100%, trong khi đó GPU chỉ loát khoảng 90%. Nhiệt độ cả hai cái cùng mát nhé. Và RAM thì đã loát khoảng 6/66GB. Vì vậy với cái game GTA thì yêu cầu RAM tối thiểu là 8GB các bạn nhé. Đừng có dùng RAM 4GB chơi GTA, nó sẽ bị ôi thằng cha này vào phòng thay đồ lữ này. Dùng 4GB thì nó sẽ không chơi được đâu ạ. Đánh nhau rồi, đánh nhau thật rồi, tay bo rồi, không có súng rồi. Mike Tyson, Thành Long, chiêu đấy là chiêu của Thành Long. Ui rồi, chiêu đấy là chiêu của Note 2. Thành con bà Long. Ôi, nhìn thấy mấy cái máy tính cổ lỗ sĩ và vài cái máy in cổ lỗ sĩ. Vì làm máy tính nên phát hiện nó là dòng cổ. Ok, cảm ơn các bạn. Chúng ta đã trải nghiệm xong bộ cấu hình với vỏ cây siêu lạ, với chip i5 RAM 8GB và GTX 750 1GB RAM 5. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn sức khỏe thành công. Hãy bình luận ở dưới và đóng góp ý kiến để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và được phục sự các bạn lại tiếp tục đánh nhau. Ăn mới đánh nhau, không có việc gì khác cả. Bao mượt, bao phê, bao rẻ, mày không nghe à? Tao đã bảo là bao rồi mà còn không nghe. Không có bao cao su, ok.